Đức Trung xin kính chào quý anh chị, chào các bạn. Chào mừng quý anh chị cùng các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Đức Trung tại phương Nam Uông Bí, Quảng Ninh. Và mấy cái ngày vừa qua thì Đức Trung bận rộn đi mua xe, rồi đi làm thủ tục, không có cái thời gian để lên sóng giao lưu cùng quý anh chị cùng các bạn. Hôm nay tranh thủ buổi chiều tối thì Đức Trung lại báo giá để quý anh chị các bạn tham khảo. Và chợ ô tô cũ Quảng Ninh thì chuyên mua bán, trao đổi và ký gửi tất cả các cái dòng xe ô tô đã qua sử dụng, và ưu tiên là xe bán tải. Nếu quý anh chị các bạn đang mong muốn tìm kiếm những mẫu xe bán tải đã qua sử dụng thì hãy liên hệ với Đức Trung hoặc chợ ô tô cũ Quảng Ninh. Số điện thoại là 0965 951 955. Số điện thoại thì Đức Trung để ở góc màn hình. Thế và sau đây Đức Trung xin báo giá cụ thể cho quý anh chị cùng các bạn tất cả các cái mẫu xe bán tải thì đang bày bán tại chợ ô tô cũ Quảng Ninh. Và chiếc đầu tiên mà Đức Trung muốn giới thiệu đó là chiếc Mazda BT. Con này sản xuất năm 2016, màu trắng, trang bị số tự động một cầu, xe rất là đẹp. Vâng, chiếc Mazda BT 2016 số tự động một cầu có giá chào bán là 485 triệu đồng. Con này máy số zin, xe cực đẹp. Tên tư nhân một chủ, biển Hải Phòng. Vâng, cùng với giá 485 triệu thì quý anh chị các bạn có thể lựa chọn chiếc này. Cũng là chiếc Mazda BT 50, nó chỉ khác màu thôi. Sản xuất 2016, số tự động một cầu, động cơ dầu 2.2, hệ form mới, có lăng ra hoa lăng la răng hoa mai rất là đẹp. Con này nó đầy đủ hết màn hình cam lùi, số tự động một cầu, ghế da nguyên bản, lắp thùng thấp. $485 triệu đồng cho một cái mẫu Mazda BT 50 sản xuất 2016, form mới, số tự động một cầu, con này cũng máy số zin, xe cực đẹp. Còn bên đây có 3 chiếc thì bên Đức Trung đã bán rồi, đã nhận cọc của khách, đang rút hồ sơ và làm các cái thủ tục để chuẩn bị bàn giao. Và ngay bên cạnh cũng là một cái mẫu Mazda BT 2016, con này thì nó lại trang bị số sàn 2 cầu, phù hợp với anh em ở cái khu vực miền núi hay là cái khu vực mà nó có nhiều đèo dốc đường đất mới để đường trơn trượt thì anh em có thể tham khảo cái mẫu này. Số sàn 2 cầu, động cơ dầu 2.2. Đây. Số sàn này thì nó tiết kiệm dầu hơn. Thế và cái giá của nó cũng mềm mại hơn một chút. Con này trang bị lắp thùng cao, màu xanh tím than, biển Bắc Giang, 98C16970. Và chiếc BT 2016 số sàn 2 cầu này có giá chào bán là 475 triệu. 475 triệu thì bên Đức Trung sẽ bao rút hồ sơ cho anh em. Nếu mà anh em mà thiện chí thì có thể hỗ trợ vận chuyển và có thể cũng còn bớt một chút ít nữa. Và ngay bên cạnh là một cái mẫu Mazda BT màu vàng cát. Con này sản xuất năm 2014, trang bị số tự động 2 cầu, động cơ dầu 3.2. Anh em thích khỏe và thích bốc thì có thể tham khảo cái mẫu xe này. Xe cực đẹp. 2014 màu vàng cát, biển Hải Phòng, lắp thùng thấp, 4x4, cảm biến lùi. Vô lăng tích hợp, số tự động 2 cầu, 2 cầu điện, điều hòa auto, ghế da màu kem, trần lỉ nguyên bản. Vâng, chiếc Mazda BT 2014 trang bị số tự động 2 cầu, động cơ 3.2, máy dầu, bên chợ ô tô cũ Quảng Ninh đang chào bán với giá là 455 triệu đồng.
Vâng, đây là một cái mẫu Toyota Hilux. Cái bản này rất là hot. Form mới là răng phay. Động cơ 2.8. Vâng, chiếc Toyota Hilux 2018 màu đỏ biển Quảng Ninh. Vâng, chiếc này thì bên cho ô tô Cú Quảng Ninh đang chào bán với giá là 838 triệu đồng. Bao rút hồ sơ và thiện chí thì cũng vẫn còn lọc lá cho anh em. Đây có một chiếc bán tải nhưng mà không có liên hạn sử dụng nhé. Đây là chiếc Raptor. Raptor thì anh em biết rồi, nó sử dụng động cơ biturbo, không có liên hạn sử dụng. Con này trang bị lắp thùng cuộn. Thế mà đi thì cực kỳ là êm ái. Đấy, anh em quan tâm đến chiếc Raptor này thì hãy liên hệ với Đức Trung, và giá chào bán là 1 tỷ 165 triệu, giá trên thì vẫn còn thương lượng. Con này cực đẹp, xe mới chạy được có 4 vạn thôi. Và ngay bên cạnh là một chiếc Nissan Navara bản Premium. Con này cũng trang bị số tự động 2 cầu bản VL. Xe rất đẹp. Màu xanh Kawasaki. Đây là răng phay. Và chiếc Nissan Navara 2018 trang bị số tự động 2 cầu động cơ dầu 2.5 này thì bên Đức Trung đang chào bán với giá là 665 triệu đồng. Số tự động 2 cầu. Và ngay bên cạnh là một cái mẫu Mitsubishi Triton, hay là còn gọi là Triton. Đấy, sản xuất năm 2017 màu bạc. Cái con Triton này thì trang bị số tự động 1 cầu, máy dầu 2.4. Có giá chào bán là 475 triệu. Xe rất là chất. Một cái mẫu xe 2 chỗ cũng là bán tải nha anh em nhé. Sản xuất năm 2000, xăng rông. Đấy, máy Mercedes có giá chào bán là 108 triệu. 108 triệu cho một chiếc xăng rông 2 chỗ. Con này một cầu số sàn. Động cơ dầu 2.8 anh em nhé. Vâng, ở cái hàng bên đây thì chiếc đầu tiên là chiếc Toyota Hilux sản xuất năm 2014, trang bị số sàn 2 cầu, máy dầu 3.0. Anh em nào mà ở cái vùng đồi núi hay đi đường địa hình đường khó đấy thì có thể tham khảo cái mẫu này. Con này số sàn 2 cầu anh em nhé, cầu cơ vô cùng bền bỉ. Một cái mẫu xe đến từ Nhật Bản, thương hiệu Nhật Bản sản xuất Thái Lan. Phải nói rõ chuẩn như thế. Toyota Hilux 2014, con này lốp dép vô cùng đẹp. Bậc bước to bản. Con này nó màu xám đá anh em nhé. Vâng, chiếc Toyota Hilux 2014 số sàn 2 cầu bên Đức Trung đang chào bán với giá là 485 triệu đồng. Rẻ hơn một chút là chiếc Hilux 2012. Con này cũng sản xuất năm 2012 anh em nhé. Số sàn 2 cầu, động cơ dầu 3.0. Con này thì nó có giá lóc này, rất là đẹp. Đấy, lắp thùng thấp. Lốp dép cũng còn rất là mới. Máy gầm chất, điều hòa mát sâu nhé. Con này giá của nó rẻ hơn một chút. Nội thất ghế da màu kem, vô lăng 4 chấu, có màn hình Android. Chiếc Toyota Hilux 2012 này có giá chào bán là 415 triệu. Và ngay bên cạnh này là một cái mẫu Ford giá rẻ. Con này trang bị số sàn 2 cầu, động cơ dầu 2.5. Con này cũng vô cùng đẹp. Giá lóc rồi có bậc bước, rồi có lắp thùng, đầy đủ hết tất cả mọi thứ rồi. Option con này phải nói là miên man luôn, có màn hình cam lùi. Con này Ford Ranger XL nha, con này nó có cả camera hành trình luôn. Vâng, chiếc Ford Ranger bản XL 2010. Số sàn 2 cầu 4x4 này. Có giá chào bán là 295 triệu đồng.
cùng là cái bản số sàn hai cầu, nhưng mà quý anh chị các bạn có thể tham khảo cái mẫu này Forerunner bản Wincheck sản xuất năm 2009. Con này thì giá nó cao hơn, con này thì máy gầm chất và nó đẹp miên man luôn, giá nó hơi cao một chút, 335 triệu đồng cho một cái mẫu Wincheck 2009 số sàn hai cầu. Thế và anh em muốn rẻ đẹp thì có thể tham khảo cái mẫu này. Vâng, Forerunner XLT. Con này màu phấn hồng nha anh em nhé, màu gọi là màu phấn hồng, nó gần giống như màu vàng cát. XLT 2008. Trang bị số sàn hai cầu. Đấy, máy dầu 2.5. Và chiếc XLT 2008 này bên chợ ô tô cũ Quảng Ninh đang chào bán với giá là 270 triệu đồng. Vâng, cũng chưa đến 300 triệu thì quý anh chị các bạn cũng có thể tham khảo mẫu này. Một chiếc XLT màu đen biển Hà Nội, trang bị số sàn hai cầu, động cơ dầu 2.5, 298 triệu đồng, có lắp thùng cao rồi. Máy gầm đại chất, điều hòa mát sâu, trang bị đầy đủ các cái đồ chơi ở trên xe. Xe cực đẹp. Thế và cuối cùng, chưa phải là cuối cùng, bên này toàn XLT đây anh em nhé. Đây, chiếc XLT 2013 màu bạc, con này biển Lai Châu, trang bị số sàn hai cầu, con này nó có xi nhan tích hợp gương rồi. XLT 2013 giá chào bán là 425 triệu đồng, ghế da màu hạt rẻ, chưa có lắp thùng. Con này máy gầm đại chất, phù hợp cho anh em ở miền núi, khu vực Trung Du. XLT 2013 màu bạc biển Lai Châu, trang bị số sàn, máy dầu 2.2, giá chào bán là 425 triệu. Và chiếc đứng cuối cùng này cũng là bản XLT, con này cũng có cái lớp sơn là màu bạc, form mới lái điện, có đèn projector, có khóa vi sai, gương cụp xòe. Con này bản cao nó có lái điện anh em nhé. Đấy, lắp thùng thấp, lái điện thì vô cùng nhẹ nhàng. Cái dòng này chạy thì lắm lúc là quên cái cảm giác nó là số sàn. Khi đã lăn bánh thì số nào nó cũng chạy. Chạy vô cùng thích. Đấy. Có đèn pha auto, gạt mưa auto. Rất nhiều các cái chức năng phải nói là tương đối hiện đại. Cái dòng này cái bánh của nó to, thân vỏ đầm chắc, đi rất là thích. Vâng, XLT 2015 form 2016 giá chào bán là 555 triệu đồng. Vâng, kính thưa quý anh chị cùng các bạn, trong khoảng hơn 10 phút vừa qua thì Đức Trung đã giới thiệu tới quý anh chị cùng các bạn một loạt các cái mẫu xe bán tải. Nếu quý anh chị các bạn quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp với chợ ô tô cũ Quảng Ninh, có địa chỉ phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, số điện thoại 0965 951 955. Và Đức Trung xin chân thành cảm ơn quý anh chị cùng các bạn đã quan tâm theo dõi. Và xin kính chào và hẹn gặp lại ở các cái video lần sau.